Buổi hôm trước thì chúng ta đã trao đổi với nhau về cái kỹ thuật là layer mask, dùng một cái mặt nạ để mà che chắn một phần hình ảnh nào đó ở trong bức ảnh. Tuy nhiên Photoshop thì nó có ba cái phương pháp cơ, chứ không phải là chỉ một phương pháp dùng để che chắn một phần hình ảnh mà không phải xóa đi. Thì layer mask nó chỉ là một trong các cái phương pháp đó thôi. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu thêm hai phương pháp nữa. Thế thì chúng ta sẽ lấy luôn một cái phần phần bài tập ra để mà chúng ta minh họa luôn, vừa giảng giải vừa minh họa luôn về cái phần đó. Thế thì ở đây các bạn nhìn là chúng ta có một số các cái bức ảnh để mà làm cái bài tập này, và trong cái bức ảnh này thì nó sẽ giới thiệu về các cái phương án để mà che chắn một phần hình ảnh. Thứ hai nữa là lắp ghép cùng với lại các cái kỹ thuật sử dụng Lightmax. Thế đây, sau khi mà chúng ta có mấy cái hình ảnh như thế này thì chúng ta sẽ sắp xếp và chúng ta làm ra một cái sản phẩm đại loại như thế này, không phức tạp nhưng mà nó sẽ đầy đủ tất cả các kỹ thuật đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh này chính chính là cái nền, và mọi thứ là được làm trên cái nền này. Vậy thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta lấy những cái yếu tố từ bên các hình ảnh này sang. Thế thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một kỹ thuật gọi là kỹ thuật dán một cái vùng hình ảnh vào trong vùng trọng. Thế thì trước hết là chúng ta chọn thử một cái hình ảnh như thế này đi, Ctrl A, Ctrl C, chúng ta copy một hình ảnh này. Nếu như bình thường mà chúng ta Ctrl V, chúng ta dán hình ảnh này vào, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vùng hình ảnh chúng ta copy như thế nào thì nó sẽ được dán vào như thế. Tuy nhiên ở trong bài mẫu thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có cái vùng chọn nó hay là vùng vùng hình ảnh thì nó lại mang cái tính chất là hình tròn như thế này cơ, đúng không? Thế thì như các bạn nhìn thấy là ở trong cái bài này thì cái vùng vùng hình ảnh của chúng ta thì nó có cái dáng hình tròn cơ, chứ không phải là hình vuông như thế kia, và nó cũng chỉ có một nửa thôi. Tất nhiên là chúng ta có thể giải quyết các vấn đề theo cái cách là tôi vẽ một cái vùng hình tròn như thế này, đó, tôi vẽ một vùng tròn như thế này để tôi lấy cái vùng hình ảnh. Sau đó thì có thể là tôi sẽ vẽ một cái vùng tròn nữa hình chữ nhật, và tôi vẽ một cái vùng tròn nữa hình chữ nhật và nhấn Alt, tôi cắt bớt đi, đúng không? Ví dụ như thế này, copy và dán sang. Cách này thì không phải là không làm được, tuy nhiên là cái cách như thế này thì các bạn sẽ lại phải căn ke giữa cái nửa trên và nửa dưới của cái hình ảnh, là cái bông hoa và cái nền lá này, và làm sao để cho nó chuẩn, làm sao để cho nó khớp vào với nhau. Thì cách như thế này thì đấy là cách suy nghĩ thông thường, còn nếu như chúng ta biết kỹ thuật thì chúng ta có thể là xử lý theo một cách khác, nó sẽ đơn giản hơn. Vậy thì thay vì là chúng ta cắt tất cả mọi thứ tròn thì tôi vẫn cứ làm như bình thường, tức là Ctrl A, Ctrl C, copy. Sau đó thì tôi sẽ dán sang đây. Nhưng thay vì dán một cách bình thường bằng lệnh Ctrl V thì tôi sẽ làm như sau. Trước khi mà tôi dán vào thì tôi sẽ vẽ một cái vùng tròn hình tròn như thế này ra. Tôi vẽ một cái vùng tròn hình tròn. Sau đấy thì tôi mới bắt đầu vào menu Edit. Trong menu Edit thì thay vì việc sử dụng lệnh Paste hay là nhấn phím là Ctrl V thông thường thì tôi sẽ chọn một cái trường hợp khác, đó là Paste Special. Và trong Paste Special này thì tôi sẽ chọn cái lệnh ở trong này là Paste Into, paste vào bên trong cái vùng chọn hiện có, và đây là kết quả. Sau khi tôi dán vào xong thì các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh tôi dán vào thì bản chất của nó là hình vuông, nhưng mà do có một cái vùng chọn cho nên nó tự tạo ra một cái mặt nạ, nó che chắn và nó sẽ cho cái hình ảnh của chúng ta hiển thị đúng bằng cái này thôi. Nó sẽ cho chúng ta hiển thị đúng bằng cái vùng vùng chọn này thôi. Đấy, thế và tôi sẽ có thể là di dịch cái này. Đây các bạn nhìn thấy. Cái mặt nạ này nó là một thứ nó che phía trên, đúng không? Mặt nạ nó là một thứ che phía trên, và khi mà tôi di dịch cái hình ảnh thì các bạn nhìn thấy là hình ảnh của tôi vẫn đầy đủ, không có mất cái gì. Do hình mặt nạ như thế nào thì chúng ta di dịch cái lá và chúng ta sẽ nhận được cái hình ảnh như thế.
Thế đến đây thì là tôi có thể làm tiếp bước thứ hai, đó là tôi cũng Ctrl A, tôi chọn tiếp cái này copy. Sau đó thì sang bên này tôi giữ phím Ctrl, tôi click vào cái mặt nạ này để tôi tải một cái vùng chọn cũng giống hệt như thế. Đó. Khi có vùng chọn giống hệt như thế, tôi lại làm lại bước thứ hai, edit paste special và paste into. Lúc này thì tôi lại có cái hoa cũng lại chui vào trong cái khu vực vùng chọn như thế này. Thế đến đây thì nếu như chúng ta đã biết về cái phương pháp mà xử lý ở mặt nạ, thì các bạn cũng nhìn thấy ở đây nó có hai cái thành phần, một thành phần màu trắng và một thành phần màu đen, và cứ chỗ nào tương ứng với màu trắng thì nó cho hiển thị, chỗ nào mà tương ứng với màu đen thì nó che đi. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng lệnh cắt cũng được. Bây giờ các bạn có quyền sử dụng lệnh cắt. Sử dụng lệnh cắt thì sao? Sử dụng lệnh cắt thì lúc này thì ít nhất là hai cái này nó khớp vào với nhau, chúng ta không phải căn chỉnh nữa, tại vì là nó nằm cùng ở trong một cái mặt nạ giống nhau về mặt vị trí, về mặt diện tích rồi. Nếu như tôi xóa đi thì cũng được. Đây, delete nó sẽ xóa đi, hoặc không thì vẫn quay trở lại với quy tắc mặt nạ, đó là tôi vẽ vùng chọn, chọn mặt nạ, tô màu đen vào black đúng không? Mà khi tôi tô màu đen vào đến đâu thì nó sẽ hiển thị cái phần mà màu trắng giấu đi phần màu đen. Thế đến đây tôi đã giải quyết được xong cái ở giữa đúng không? Và nếu như quay trở lại với bài mẫu thì các bạn nhìn thấy là cái này nó có thêm một cái phần là cái bóng đúng không? Cái bóng quầng bên ngoài. Thì bây giờ tôi chỉ việc là chọn cái layer bên dưới, vào layer style. Trong layer style này thì tôi sẽ chọn cái outer glow này chính là cái tạo ra cái quầng bóng ở bên ngoài. Các bạn có thể chọn màu, các bạn có thể chọn chế độ vân vân, quan trọng nhất là cái size này đúng không đấy, hoặc là một cái split này đấy, thì chúng ta điều chỉnh một vài cái tham số này để cho cái quầng bóng nó lớn bé vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm xong được một cái. Thế còn về phần chữ thì ở trong bài mẫu này chúng ta thấy rất là nhiều, nhưng mà thực ra thì quy tắc của nó thì nó cũng sẽ chỉ có một số giới hạn thôi. Các bạn chỉ cần làm được một chữ thì các chữ còn lại cũng làm theo nguyên tắc như thế. Bây giờ tôi sẽ làm việc với chữ, thì hôm trước chúng ta mới chỉ làm việc với một cái công cụ chữ bình thường thôi. Trong Photoshop này thì nó cung cấp cho các bạn hai công cụ chữ, một công cụ chữ ngang, một công cụ chữ dọc, và hai cái công cụ là mặt nạ hình chữ, không 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 phải mặt nạ mà vùng chọn hình chữ. Đấy, thì trong trường hợp này thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ là vùng chọn hình chữ đi. Đấy, chọn này, tôi gõ chữ vào đây này, ví dụ sau khi tôi gõ xong, đây có phải là chữ không? Hiện tại vẫn có thể coi nó là chữ, tôi vẫn có thể bôi đen, tôi vẫn có thể là thay đổi size, rồi thay đổi phông, thay đổi nội dung. Nhưng một khi tôi thoát ra khỏi cái công cụ gõ chữ này thì nó chỉ còn để lại cho tôi một cái vùng chọn đúng theo cái hình chữ mà tôi vừa mới gõ. Và có vùng chọn rồi thì việc nó lại rất là đơn giản. Tôi lại copy cái thằng này và tôi lại làm sao đây? Dán vào trong gì? Vùng chọn. Lập tức tôi sẽ có được cái chữ mà được tô bằng hình ảnh chứ không phải tô bằng màu. Và đến đây thì tôi có thể xử lý thêm một cái là tôi tạo một layer style nữa. Layer style này thì một số bài trước là chúng ta cũng đã đụng rồi, đó là chúng ta vào layer style và chúng ta chọn gì đây ạ? Bevel Emboss. Chúng ta làm cho nó dày lên và chúng ta sẽ có được cái chữ nó dày lên thế này. Thế còn cái cách thức làm những cái chữ còn lại chẳng qua nó khác nhau về chữ gõ như thế nào và dùng cái ảnh nào để dán vào bên trong thôi. Thế thì như vậy là chúng ta đã làm quen được thêm một cái phương pháp, đó là phương pháp gì đây? Paste into, để chúng ta dán một vùng điểm ảnh chúng ta đã copy vào trong một vùng chọn quy định. Bây giờ tôi lại xóa bỏ cái này đi. Và chúng ta nói tiếp tới một cái phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp bọc một layer nọ vào layer kia. Tôi cứ lấy hình ảnh như thế này cho nó dễ hiểu. Các bạn thì chắc chắn là biết kẹo là cái gì rồi, đúng không? Chưa ăn thì chúng ta sẽ thấy là giấy kẹo và viên kẹo
nó giống nhau về mặt diện tích, nó giống nhau về mặt hình dáng, nhưng khi chúng ta ăn cái kẹo chúng ta bóc ra thì chúng ta sẽ thấy là viên kẹo thì bé và cái giấy kẹo thì to. Thế thì trong cái kỹ thuật này thực ra là chúng ta sẽ sử dụng một layer phía trên như là một cái giấy bọc và cái layer phía dưới nhỏ hơn như là cái viên kẹo, và chúng ta sẽ bọc cái layer phía trên vào hình dáng và diện tích của layer phía dưới và làm cho nó mang hình dáng và diện tích của cái layer phía dưới, nhưng chất liệu hoa văn màu mè thì nó lại là của layer phía trên. Đây, bây giờ các bạn quan sát. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái layer mới. Ở trên layer này tôi cũng sẽ sử dụng cái công cụ tạo vùng chọn, và tôi sẽ vẽ ra một cái vùng chọn hình tròn như thế này. Tôi có thể tô nó bằng một màu bất kỳ. Các bạn không cần phải quan tâm cái layer này nó có màu gì, miễn là cái diện tích và cái vị trí nó đạt được yêu cầu. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn giống như lần trước, tức là chúng ta cũng lại lấy những cái hình ảnh như thế này và chúng ta dán vào. Khi mà chúng ta dán vào, đây, Ctrl C copy, Ctrl V, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái gì đấy ạ? Chúng ta sẽ có một cái layer hình cái lá nằm phía trên. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cái việc bọc cái layer lá xuống cái layer có hình dáng tròn ở bên dưới. Thao tác thì chúng ta sẽ làm ở trong menu layer, vào layer và chúng ta chọn cái lệnh là lệnh grid clipping mask. Nếu mà bạn nào mà sử dụng các cái phiên bản mà thấp hẳn xuống, nó có lẽ là phiên bản khoảng Photoshop 7 hay 8 gì đấy, thì nó sẽ là lệnh Ctrl G, nó gọi là lệnh group layer. Nhưng về sau này thì do nó xuất hiện một cái khái niệm group layer khác, tức là nhét nhiều layer vào trong một cái cặp để mà quản lý, như chúng ta đã trao đổi với nhau ở cái buổi mà nói về layer, thì nó thay thế, nó gọi cái lệnh này là clipping mask, và phím tắt của nó là Alt Ctrl G. Khi chúng ta nhấn cái lệnh này thì các bạn sẽ thấy một phần hình ảnh giấu đi và nó chỉ còn thực hiện cái chức năng là gì đấy, hiển thị thông qua đúng cái hình bên dưới này thôi. Tất nhiên là nếu mà so sánh nó với cái lệnh layer mask hoặc là cái lệnh vừa rồi là paste into thì các bạn thấy là cái này nó cũng có cái sự khác biệt. Nó không tạo ra một cái mặt nạ che chắn giống như là hai cái trường hợp kia, mà nó vẫn là một layer độc lập. Tuy nhiên cái layer này thì nó có cái sự thay đổi, đó là nó tụt về phía bên phải một chút và nó có một cái mũi tên trỏ xuống dưới, nó thông báo rằng layer phía trên này được bọc vào, được ghép vào với lại cái hình dáng của layer bên dưới. Thì các bạn nhìn ở đây thấy rất rõ đúng không? Cái này to hơn, cái layer phía dưới nhỏ hơn, giống như là giấy kẹo và viên kẹo, và khi bọc vào thì chúng ta chỉ nhìn thấy hình hài viên kẹo. Thế nhưng mà chất liệu màu mè thì chúng ta lại thấy là của cái layer phía trên, đóng vai trò giống như là cái giấy kẹo. Thế trường hợp này thì chúng ta có tháo rỡ ra được không? Tháo rỡ ra cũng được. Thì chúng ta lại chọn cái layer đã được group này, đã được bọc này, lại vào menu layer. Và lúc này thì cái lệnh mà vừa thực hiện thì nó đổi tên thành ra là Release Clipping Mask. Bấm vào đây thì nó tháo rỡ ra. Thì làm ở đâu thì tháo ra đúng ở đấy. Thế còn có một cách khác có thể là nhanh hơn một chút, đó là chúng ta sẽ sử dụng phím Alt ở trên bàn phím. Khi các bạn nhấn phím Alt ở trên bàn phím thì các bạn trỏ giúp tôi vào trong ranh giới giữa cái layer phía trên và layer phía dưới. Khi nào mà đây là bình thường chúng ta trỏ vào một layer đúng không? Trỏ vào bất cứ layer nào nó ra cái hình bàn tay. Kể cả tôi nhấn Alt, tôi trỏ vào đây nó vẫn ra là bàn tay. Nhưng khi mà dê vào đúng cái vị trí ranh giới giữa layer trên và layer dưới thì nó xuất hiện biểu tượng con trỏ như thế này. Và bằng cách bấm vào đây thì chúng ta sẽ gộp cái hình ảnh vào đây như thế này. Đến đây thì tôi có thể là chọn cái layer phía trên này, đúng không? Hoa này, lại copy. Và tôi lại làm sao đây? Tôi lại dán nó vào. Đó, Ctrl V. Đúng không? Ctrl V xong thì bây giờ tôi nhấn Alt và tôi lại làm sao đây? Bọc tiếp vào. Thì nó sẽ bọc như thế này. Tất nhiên đến đây thì nếu mà chúng ta chỉ muốn cho nó thể hiện một nửa thì trong trường hợp này thì các bạn phải cắt. Đấy, trong trường hợp này các bạn phải cắt đi. Xóa bỏ đi thì chúng ta còn lại một nửa. Thế còn cái phần này thì cái layer style nó sẽ hơi khác một tí.
Đó là layer style, các bạn phải làm ở cái layer mà layer mẫu, cái mà chúng ta bọc vào ấy. Tức là chúng ta phải sẽ phải làm ở viên kẹo chứ không phải làm ở giấy kẹo, đúng không? Này, layer, layer style lại gì đây? Outer glow. Làm cho nó xoay ra như thế này về mặt ánh sáng viền. Thế còn chữ thì trong trường hợp này thì các bạn thay vì việc là sử dụng cái gì nhỉ? Cái vùng chọn hình chữ thì tôi sẽ đánh chữ thực sự vào. Đây ví dụ lại chữ summer nhá. Đây, tôi có một chữ summer. Và bây giờ tôi sẽ lại làm sao đây? Dán cái ảnh này vào. Và sau khi tôi dán cái ảnh vào thì cái ảnh này nó lại nằm lên phía trên cái chữ, đúng không? Bây giờ nhấn Alt kích vào đây để cho cái ảnh nó lại bọc vào cái chữ. Và muốn làm cho cái chữ này nó dày lên thì tôi sẽ làm vào chữ bằng cách là chọn layer, chọn layer style, chọn bevel emboss để làm cho cái chữ này dày lên. Chữ này dày lên thì cái bọc lên phía trên cái chữ nó cũng sẽ bị dày lên theo. Đấy. Thì như vậy là chúng ta sẽ có hai phương pháp nữa bổ sung thêm vào với cái phương pháp hôm trước chúng ta đã nói về cái lệnh layer mask để che chắn bớt một phần hình ảnh. Và thực ra thì trong cái cách làm như thế này thì các bạn có thể linh hoạt, các bạn chọn lẫn giữa ba cái phương án. Một cái này có thể các bạn làm bằng lệnh paste into, cái kia thì các bạn làm bằng lệnh create clipping mask, một cái lệnh khác, cái chỗ khác thì các bạn có thể làm bằng layer mask. Thế và hiệu quả thị giác thì nó cũng không có khác gì nhau. Đấy, vẫn đều có thể là giấu một phần hình ảnh đi. Thế còn đến đây thì chúng ta có thể phân tích lại một tí giữa hai cái sự khác biệt giữa cái lệnh mà paste into và cái lệnh hôm trước là lệnh tạo layer mask. Đây, bây giờ tôi lại bỏ mấy cái này đi và chúng ta làm lại để so sánh một chút. Paste into và cái lệnh layer mask thì nó khác nhau thế nào? Bây giờ một cái tôi sẽ làm bằng paste into này. Copy này. Vẽ vùng chọn này. Sau đó là edit paste special paste into. Thì đây, tôi có cái vùng như thế này. Thế bây giờ nếu mà tôi làm bằng layer mask thì sao? Tôi sẽ chọn hình ảnh, Ctrl C, Ctrl V. Ok, hình ảnh vào đây rồi. Và tôi sẽ tiếp tục xử lý bằng cách là giữ Ctrl kích hoạt vào cái mặt nạ của cái lệnh paste into này để tạo vùng chọn. Tạo vùng chọn xong thì đến đây thì tôi mới bấm vào biểu tượng gì nhỉ? Tạo mask đúng không? Thì nó cũng sẽ che chắn thì như thế này. Thế thì bây giờ các bạn so sánh thử cái layer trên và layer dưới này, các bạn thấy nó khác nhau giống nhau cái gì ạ? Kích cỡ lớn nhất rồi. Giống nhau cái gì ạ? À, mặt nạ đều có cái mặt nạ, có hai màu trắng và đen đúng không? Thế còn khác nhau khác ở cái gì ạ? À đúng rồi, nó có cái xích khóa ạ. Thì cái lệnh paste into và lệnh layer mask thì thực ra thì thoáng nhìn thì nó rất giống nhau và nó thấy khác nhau là cái đoạn này thôi. Một cái thì có cái xích giữa cái đối tượng gốc này và cái mặt nạ che chắn lại, một cái thì không. Lệnh paste into thì không có cái xích đó, do đó thì đây tôi tắt tạm cái này đi để chúng ta làm việc, chúng ta nói chuyện về cái này. Lệnh paste into thì cái mặt nạ nó nằm tại chỗ, đúng không? Và cái ảnh này thì nó có thể là chạy đằng sau. Các bạn cứ hình dung như là đây, tôi lấy một cái hình như này, tôi cầm cái bàn tay ra tôi khoét thành cái lỗ. Thế thì cái bàn tay này của tôi nó chạy đằng sau thì nó sẽ nhìn thông qua cái lỗ này, đúng không? Thế nhưng mà trong trường hợp này thì một thằng là đứng im nhé, thằng này là thằng đứng im, còn thằng này là thằng sẽ chạy. Đấy, thực ra thì trong trường hợp mà tùy là chúng ta chọn thôi. Nếu như tôi bấm sang đây để tôi chọn cái mặt nạ thì đây, thì tôi lại di dịch cái mặt nạ. Thế còn cái hình ảnh thì đứng im, thế nào cũng được, tức là nó không ràng buộc vào với nhau. Thế còn thằng này thì sao? Thằng này thì ràng buộc vào nhau. Tôi chọn ảnh cũng được mà tôi chọn gì đây? Mặt nạ cũng được.
khi tôi di một trong hai cái thì cái còn lại cũng sẽ chạy theo, cho nên nó luôn luôn đảm bảo là cái hiển thị đó nó bất biến về mặt hình thức. Vị trí thì có thể nó thay đổi, nhưng mà cái hoa văn họa tiết số điểm ảnh xuất hiện như thế nào thì nó sẽ là bất biến. Thế thì thực ra thì cái sự khác biệt này không lớn lắm. Nếu như mà chúng ta bấm thêm một nhát vào đây, chúng ta tạo ra cái khóa, thì lúc này cái Paste Into nó cũng sẽ trở thành giống như là Lightmax thôi. Hoặc là nếu mà thằng trên này vốn là Lightmax mà tôi tháo cái này ra thì nó cũng sẽ hoạt động giống như là Paste Into. Kết quả thì là như thế, nhưng chúng ta xem lại về mặt thao tác thì chúng ta sẽ thấy hơi khác biệt một tí. Tại vì là cái lệnh mà Paste Into thì yêu cầu đầu tiên là gì? Vùng chọn phải có trước. Đấy. Sau đó thì mới đến lệnh là dán nó vào trong vùng chọn. Thế còn đối với Lightmax thì thích tạo vùng chọn trước hay tạo vùng chọn sau đều có thể làm được. Đó. Ví dụ đây, bây giờ tôi bỏ cái thằng này đi và chúng ta xem lại cái trường hợp này. Chuột phải delete Lightmax đi thì đây, tôi có cái hình ảnh đúng không? Tôi có hình ảnh rồi, tôi tạo ra vùng chọn. Rồi tôi đặt lệnh Lightmax cũng được. Còn nếu không thì tôi có thể là không cần vùng chọn, tôi cứ tạo Lightmax là mắt trắng đúng không? Sau đó thì tôi mới vẽ cái vùng chọn này vào và tôi sẽ tiến hành tô màu đen vào trong cái phần bên tô màu trắng vào trong và tô màu đen ra ngoài này. Đấy, lúc này thì tôi sẽ đảo ngược vùng chọn lại, select invert. Và invert xong rồi thì tôi edit, tôi chọn lệnh fill, chọn lệnh gì đây, black. Đấy, thì tôi cũng sẽ tạo ra hiệu quả. Có nghĩa là về mặt hình thức cuối cùng thì nó có những điểm tương đối giống nhau và có thể hoán đổi cho nhau, nhưng mà thao tác thì lệnh paste into nó ít cái tùy chọn hơn, tức là nó vẫn phải tuân thủ theo một quy tắc là vùng chọn phải có trước rồi mới làm được cái lệnh paste into đó, nhưng lệnh max thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn triển khai hơn, thích làm cái gì trước thì làm, thích làm cái gì sau thì làm, đảo ngược thao tác vân vân, tất cả mọi thứ là các bạn có thể là tương đối dễ dàng trong cái phương pháp tiếp cận. Đấy. Thì như vậy là các bạn hôm nay là chúng ta đã tiếp cận thêm được hai phương pháp, là phương pháp dán hình ảnh vào trong một vùng chọn hiện có và bọc một layer nằm phía trên vào layer nằm kề ngay bên dưới nó. Thì những phương pháp này cộng với cái phương pháp mà làm Lightmax hôm trước chúng ta đã trao đổi thì nó giúp cho chúng ta che chắn đi một phần hình ảnh mà không phải xóa đi cái điểm ảnh nào cả. Và với cách như thế thì chúng ta sẽ linh động hơn trong cái phương pháp làm việc, nó không gò bó chúng ta vào trong một cái phương pháp cứng nhắc nào cả, và chúng ta có thể linh hoạt trong cái phương pháp xử lý, muốn làm cách nào cho nó tiện thì chúng ta làm. Đấy, thế thì với phương pháp như thế này thì các bạn đã có trong tay những cái cách để mà các bạn làm những cái bài hôm trước mà tôi gửi cho các bạn, đúng không? Tất cả các bài đó, bài nào cũng có ít có nhiều đều dính dáng tới cái phần Lightmax, không ít thì nhiều, hoặc là Paste Into. Thế thì bây giờ các bạn có thể là đem thử một cái bài nào đó, nếu như trong quá trình các bạn làm vướng, bây giờ các bạn đề nghị một bài, tôi sẽ cùng làm với các bạn cái đấy để mà chúng ta xem cái phương pháp triển khai nó như thế nào.